40 câu đạo học của người xưa giúp sống không ngoan hơn Người xưa có câu, tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian của chúng ta Cho nên chúng ta hãy biến những gì xảy ra trong cuộc đời đều trở nên giá trị và ý nghĩa Cuộc sống dẫu có những khó khăn nhất định nhưng đừng vì vậy mà nản chí bởi vì cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài Là kho tàng cho kẻ khôn khéo, là vực thẳm cho kẻ yếu đuối Chính thất bại cay đắng khiến thành công của chúng ta càng trở nên ngọt ngào hơn Niềm tin có thể dẫn chúng ta đến những cái đích không tưởng được. Vì vậy, dẫu có đuối sức cũng đừng cạn kiệt niềm tin. Sau đây là 40 câu nói tinh hoa khiến bạn thay đổi cuộc đời, lãnh hội được, lợi ích cả đời. Đạo học tinh hoa luôn là những lời giáo huấn cho hậu thế soi mình sửa lỗi. Thiết nghĩ mỗi chúng ta ít nhiều đều nên sửa đức bồi tâm, khiêm cung học hỏi. Bài viết này giới thiệu 40 câu đạo học của người xưa giúp soi tâm sáng tỏa. Thứ nhất, Dương hữu quỳ nhũ chi ân, nhà hữu phản bộ chi nghĩa. Về con có hành động cảm ơn, quỳ xuống tiếp nhận sữa mẹ, quả con có tình nghĩa. Ngậm thức ăn cho mẹ ăn. Thân làm con cái càng phải chu toàn đạo hiếu. Thứ hai, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi. Bất cứ việc gì cũng không được coi nhẹ, không vì cái ác nhỏ mà làm, cũng không nên vì điều thiện nhỏ mà bỏ qua. Vạn việc xưa nay đều là tích tiểu thành đại thứ ba kiến thiện như bất cập kiến bất thiện như thám than nhìn thấy người khác tốt sợ theo không kịp để học nhìn thấy việc tốt sợ đến không kịp để làm nhìn thấy việc ác người xấu như nhìn thấy nước sôi cần phải tránh xa ngay thứ bốn cung tự hậu nhi bạc trách ư nhân tắc viễn oán hỉ người tự biết nhận lấy trách nhiệm về mình mà ít trách người thì sẽ tránh xa được điều oán hận đối nhân xử thế điều quan trọng là cần biết khoan dung độ lượng thứ năm quân tử thành nhân chi mỹ bất thành nhân chi ác tiểu nhân phản thị người quân tử có đạo đức cao thượng thấy việc bất bình ra tay tương trợ luôn muốn đem lại cái tốt cho người giúp người làm việc tốt không thúc đẩy người làm việc xấu còn kẻ tiểu nhân thì trái ngược lại thứ sáu kiến hiền tư tề yên kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh giả thấy bậc hiền tài suy nghĩ cách để mình cũng như họ thấy người xấu kém thì tự hướng nội kiểm điểm mình tại sao mình lại thấy cảnh này, phải chăng mình cũng có điều tương đồng. Thứ bảy, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều mình không muốn, đau khổ, tai ương, hoạn nạn thì đừng làm cho người khác. Thứ tám, đương nhân bất nhượng ư sư. Nhìn thấy việc tốt thì phải làm ngay, không cần do dự, dù cho bên cạnh là thầy mình đi chăng nữa cũng nên giành lấy mà làm. Thứ chín, quân tử dục nột ư ngôn nhi mẫn ư hành. Người quân tử nói năng thận trọng, từ từ nhưng hành động lại cần nhanh chóng. Thứ mười, nhị nhân đồng tâm, kỳ lời đoạn kim, đồng tâm chi ngôn, kỳ khứu như lan. Hai người đồng lòng, như dao sắc có thể chặt đứt kim loại. Lời nói đồng lòng như hoa lan ngát hương nơi núi sâu. 11. Quân tử tàn khí ư thân, đại thời nhi động. Người quân tử dẫu có tài năng siêu quần, kỹ nghệ xuất chúng cũng không bao giờ đem khoe khoang thể hiện trước mặt người khác mà chỉ mang ra dùng khi cần thiết. 12. Mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích. Tự mãn với thành tích của mình sẽ dẫn đến tổn thất, hại thân. Khiêm cung tự thấy thân mình có chỗ chưa đủ mới có thể thu được lợi ích. 13. Nhân bất tri nhi bất uẩn, bất diệt quân tử hồ. Nếu bản thân đạt được một thành tựu nào đó nhưng lại không ai thấu hiểu thì bản thân cũng chẳng vì thế mà buồn chán. Đây chính là phong thái của người quân tử 14 Ngôn tất tính, hành tất quả Lời nói ra nhất định phải giữ chữ tính Việc đã xác định làm Nhất định phải kiên trì làm cho được 15 Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên Trạch kỳ thiện giả nhi tổng chi Kỳ bất thiện giả nhi cải chi Ba người ở cùng nhau ắt có một người là thầy của mình trong đó có một người đáng để ta học một phương diện nào đó, ta chọn điểm tốt của họ mà học, nhìn điểm xấu của họ mà tránh, 16. Quân tử cầu chư kỹ, tiểu nhân cầu chư nhân. Quân tử tự trách mình, nhìn thiếu sót bản thân, tìm ra vấn đề, tiểu nhân bới lông tìm vết, luôn tìm lỗi của người khác, 17. Quân tử thản đảng đảng, tiểu nhân trường thích thích. Người quân tử tấm lòng rộng mở. Tư tưởng thanh tịnh, cử chỉ hành động cũng an nhiên tự tại. Tiểu nhân thì tâm tư tạp niệm, lo lắng sợ hãi, sợ gánh trách nhiệm, hành động thì vội vàng hấp tấp, đứng ngồi không yên. 18. Bất oán thiên, bất ưu nhân Trong bất kể khó khăn cản trở nào cũng không trách trời oán người. 19. Bất thiên nộ, bất nhị quá Phạm phải sai lầm không được oán trách người khác, càng không được tái phạm lần sau. 20. Đức bất cô, tất hữu lân Người có đạo đức sẽ không cảm thấy cô đơn. Đức ở đây có nghĩa là người có đạo đức, bất cô chính là không cảm thấy cô đơn. Có nghĩa là, người có đạo đức sẽ không cảm thấy cô đơn, 21. Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu. Việc nhỏ không nhẫn ác hỏng việc lớn. Làm người cần phải kiên trì với mục tiêu của mình, dù lớn dù nhỏ cũng không được bỏ giữa chừng, 22. Tiểu nhân chi quá giả tất văn. Kẻ tiểu nhân thường hay ngụy biện sai lầm của mình, 23. Quá năng bất cải, thị vi quá hỷ. Sai mà không sửa mới là sai thực sự, 24. Quân tử vụ bản, bản lập năng đạo sinh. Người quân tử chăm chú vào việc gốc, gốc mà vững thì đạo đức tự nhiên cũng sinh ra. 25. Quân tử sĩ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành. Người quân tử cho rằng nói nhiều mà làm ít là điều đáng hổ thẹn, 26. Tạm tư nhi hậu hành. Trước mỗi lời nói Việc làm đều cần phải suy xét cho thấu đáo mới được nói, được làm. 27. Đa hành bất nghĩa tất tự tể Làm nhiều việc ác sau này ắt tự hại mình. 28. Nhân thùy vô quá, quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên tả truyện, làm người ai mà không từng phạm sai lầm, chỉ có sửa đổi lỗi lầm mới là người tốt. 29. Bất dĩ nhất sảnh yểm đại đức. Khi đánh giá một người không thể vì một chút sai lầm của họ mà gạt bỏ những điều tốt của họ được. 30. Nhân nhất năng chi, kỷ bách chi, nhân thập năng chi, kỹ thiên chi. Người khác cần một lần là học thông, nếu như mình cần một trăm lần mới học được thông cũng nhất định phải học. Người khác mất mười lần để học thông, mình mất một nghìn lần cũng nguyện học cho thông. 31. Tri sĩ cận hô dũng. Biết thế nào là hành vi liêm sĩ chính là biểu hiện của lòng dũng cảm. 32. Dĩ ngũ thập bộ tiếu bách bộ Chớ cho rằng bản thân mình mắc sai lầm ít hơn người khác Khuyết điểm của tự thân ít hơn người khác mà dương dương tự đắc 33 Quân tử mạc đại hồ dưỡng nhân vi thiện Sức mạnh lớn nhất của người quân tử chính là dùng phẩm đức cao thượng và lòng nhân nghĩa của mình để đối đãi người khác 34 Nhân giai khải dĩ viện nhiêu thuấn Chỉ cần chịu khó nỗ lực, ai cũng có thể trở thành những bậc thánh nhân như nhiêu thuấn 35 Thiên trượng chi đề, dĩ lâu nghĩ chi huyệt hội, bách trượng chi thất, dĩ đột khích chi yên sở. Đê dài nghìn trượng có thể chỉ vì tổ kiến mà vỡ. Lầu cao trăm trượng có thể vì khe hở ống khói mà tàn lụi, 36. Ngôn chi giả vô, văn chi giả túc dĩ giới. Người đưa ra ý kiến phê bình không có tội. Nghe người khác phê bình cần thận trọng nhìn lại bản thân, nếu đúng thì sửa, nếu sai thì coi như đó là lời khuyến cáo, 37. Lương dược khổ ư khẩu nhi lợi ư bệnh. Trung ngôn nghịch ư nhĩ nhi lợi ư hành. Thuốc tốt tuy đắng miệng nhưng lợi cho bệnh, lời thật khó nghe nhưng tốt cho hành động. 38. Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàng. Một lời nói thiện ấm ba đông, ác ý một câu lạnh sáu tháng hè, một lời nói thiện có thể khiến cho người nghe cảm thấy muôn phần ấm áp, một câu nói sát thương lại có thể làm cho người khác đau lòng, tự như mùa hè mà vẫn thấy giá băng. 39. Thiên kinh vạn điển, hiếu để vi tiên. Đạo lý giảng trong trăm ngàn kinh điển, thì hiếu kính cha mẹ, yêu thương huynh đệ bạn bè vẫn là việc đứng đầu. 40. Thiện ác tùy nhân tác, họa phúc tự kỷ chiêu. Việc tốt hay xấu đều cho tự mình tạo. Là họa, là phúc ấy tự mình mời. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc thành công và bình an trong cuộc sống xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại